Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với game Lock Road thôi nha mọi người. Thì gọi là làm lonely nhiều quá thì nó cũng chán nản cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay về làm anh gọi là làm anh rỗ nha mọi người. Thì rõ gọi là mù đường, gọi là mù đường nhiều khi là tìm ra trái quỷ xịn á. Thì cái đầu tóc này nó thấy không có giống anh rỗ lắm, nhưng mà không sao mọi người, lỡ rồi mua rồi mình sẽ dùng á. Đấy, anh rỗ xài cho mình đó là tam kiếm thôi nhé mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ đi gọi là đổi cái tộc người này để tôi gọi là dành cho nó giống anh rỗ rõ ràng xíu nha mọi người. Chứ không mà để cái tộc này thì nhìn nó cũng kỳ đúng không? Trời, anh rỗ một cánh luôn nè mọi người ơi. Điểm ép này nói chung là tôi cũng không có nhiều, tại mấy bữa nay tôi không có live stream, tôi không có đi live mọi người à. Nhưng mà không sao, chắc là tôi vẫn gọi là đổi lại cái tộc kia cho mọi người coi á, tộc người luôn. Nhìn cho nó đẹp chứ. Đó, đây là chủng tộc human nha mọi người này. Chuẩn anh rõ rồi ha. Thì anh rõ ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi tìm hai trái quỷ và sẽ random một trái quỷ và sẽ gọi là đánh cái hải tặc trên biển một trái quỷ với mọi người. Thôi dẹp hết mấy cái này đi, dẹp hết mấy cái này đi đó. Quên nữa, phải gọi là để điểm kiếm cho anh rõ luôn mới được chứ. Ấy tự nhiên để em để điểm trái quỷ là cái gì anh rõ không có, anh rõ trong không có trái quỷ mọi người ơi, anh rõ chỉ có điểm xài điểm kiếm với điểm melee thôi. Bây giờ mình sẽ tẩy lại nha. Đấy, làm gọi là phải đúng bài đúng bản đàng hoàng chứ, tốn bao nhiêu điểm ép thì cũng phải làm cho cái video nó đẹp đàng hoàng đó, ok chưa? Đấy, tam kiếm gọi là tam kiếm 591 điểm mastery luôn. Đấy, không biết là kỳ này đã có cho mình đó là cái gọi là cái tam kiếm V2 không có chứ. Bây giờ mình sẽ đổi lại haki màu đỏ luôn, dành cho nó chuẩn nha mọi người. Đấy, haki màu đỏ luôn ấy. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ random trái quỷ nha mọi người, để coi thử anh rổ có may mắn hơn là coi loli pha keo nha mọi người. Chứ không mà để con loli pha keo mà nó hơn thì cũng kỳ ấy. Úi dồi ôi, trái bóng tối mọi người hết hồn, cứ tưởng trái bóng đêm. Không sao, trái bóng tối hay là trái bóng tối, trái bóng tối thì cũng có giá trị rồi, còn gì nữa đúng không? Trái đầu tiên của chúng ta là trái bóng tối. Bây giờ chúng ta sẽ lượm hai trái và ui trái này thì hồi nãy lúc đầu tôi làm video thì bây giờ nó vẫn còn bán nha mọi người đó. Để xem tí nữa có anh rổ mù đường của chúng ta đi lượm được những trái quỷ gì mọi người, hai trái quỷ và đánh cái hải tặc trên biển đó nha, coi như là bốn trái. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi cái trái quỷ đầu tiên nó xì bam. Cái trái đầu tiên chúng ta lên đơm là trái bóng tối nha mọi người. Rồi, trái quỷ thứ hai nó cũng đã xuất hiện rồi nhé mọi người. Thì để bây giờ để coi vô rô của chúng ta sẽ đi tìm được cái trái gì đây. Thì hình như là trái quỷ đã gọi là bán qua trái mới rồi thì phải, để coi tôi coi thử có nó bán cái trái mới thì có cái trái gì hay không, xong chúng ta sẽ đi tìm nha mọi người. Nãy giờ thì cũng khá là lâu rồi, cũng tính ra là trái quỷ này xuất hiện cũng lâu rồi ấy, mọi người à. Nhưng mà tôi chưa có đi lượm, giờ tôi mới lượm nè. Lượm xong chúng ta sẽ coi Yoro đánh hải tặc trên biển thì nó ra cái gì. Thì cái clip này tôi up lên nếu như các bạn nào có coi xem phim One Piece á. Thì hiện tại thì trong One Piece thì Luffy của chúng ta đã lên cho mình đó là cái con Gear 5 mọi người à. Cái con Gear 5 á. Đấy, gọi tôi cái gọi là búp, gọi là tôi coi phim mà tôi thấy búp hơi quá nè mọi người ạ. Trời ơi, cái gì mà lúc nó biến cái tay to hơn con rồng của một cái đô nữa, nắm đầu cái rồng cái đô giật với con không đẻ vậy mọi người ạ. Ai bìu thật sự rồi. Nhưng mà thôi đó là phim cho tôi gọi là tôi có nhắc cho mấy bạn nào coi chơi game này chắc chắn là phải có coi phim One Piece rồi đúng không. Thì nếu như bạn nào chưa coi thì trời đất ơi, trái quỷ gớm vậy. Nhưng mà không sao, mình tin là một xíu nữa đánh cái hải tặc trên biển thì anh rổ của chúng ta sẽ lấy lại gọi là danh dự của mọi người à. Còn bây giờ thì dù gì thì cũng là trái quỷ thứ hai. Để đây nhá, để xem coi bốn trái quỷ của anh rổ ngày hôm nay sẽ là tìm được trái gì. Tìm bốn trái thôi mọi người, tìm nhiều quá mọi người coi mọi người chán á. Giờ chúng ta chờ cái trái quỷ thứ hai nó xuất hiện là cái trái đánh hải tặc trên biển. Bây giờ mình sẽ qua bên đây mình chờ trước ha. Một xíu nữa mình sẽ không dùng trái quỷ đâu, mình chỉ dùng những thanh kiếm tam kiếm của Yoro đó. Tam kiếm này là tam kiếm V1, update này hứa hẹn nó sẽ up lên nói là V2 như vậy cho nó sang mồm thôi mọi người. Thật sự ra nó bỏ cây đi nó bỏ cây này là cây gì, cây cây Shisui ra, nó thêm cây mới vô mọi người, cái cây của Oden đó, cái cây tên là gì mình quên tên rồi ta, cái kiếm nó tên là cái cây gì, cây mà hả mọi người cũng hay để lấy đi bê bê lắm. Đây đây là cái Tushita hả, không phải cái Tushita mọi người, là cây đúng rồi. Kệ cây kiếm gì kệ đi, giờ tôi gọi là tôi buồn ngủ tôi nói đi nó khùng mọi người, kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ trái quỷ nha mọi người, chúng ta tập trung vào việc chính đi.
Rồi 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 rồi, cái nhà máy nó xuất hiện nha mọi người. Để coi coi kỳ này rổ sẽ làm được gì ở cái nhà máy này nhé mọi người. Rổ rổ là chắc nghĩ là rổ sẽ đem về cho mọi người, đó là cái trái quỷ mochi đi. Đấy, mochi đi cho nó đẹp luôn đó chứ. Nói vậy thôi chứ biết ra cái gì giờ mọi người à. Nhưng mà rổ sẽ cố gắng gọi là đem về trái quỷ xịn xò nhất nha mọi người. Đó với cái cây gọi là cái vũ khí tam kiếm của mình. Để coi gọi là thánh mù đường hôm nay gọi là có đem được cái trái quỷ gì đó xịn xò về hay không, hay là cái nick của tôi chỉ có mỗi con loli là làm việc ra hồn thôi, còn mấy cái skin khác là như cái quần đùi mọi người à. Cái này tôi cũng không chắc chắn lắm, cứ đánh xong đợt trời ơi mất cái hai kia của tao mày, gọi là quýnh rõ mà có tập người này đánh cũng đau phết đấy chứ. Rồi rồi rồi, quái đâu hết rồi. Chém một cái đâm to ghê mọi người ạ. Hy vọng là cây tam kiếm nó được sửa lại thì nó sẽ không làm mình thất vọng nha mọi người. Sửa lại để cho chiêu thức nhìn nó đẹp mắt hơn ấy, có gọi là có giá trị sử dụng khi chúng ta đi BBB nữa. Mày có giá trị sử dụng đi BBB là ngon luôn đó chứ. Đây 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 đây. Gồng cái B3 lên, gồng B3 lên. Gần bạc được nhiều khi tôi gần. Ui giời ơi, rổ làm anh thế này là chết người rồi rổ ơi. Rổ đánh ra nguyên trái gọi là cái trái gai luôn mà. Rồi rổ làm ăn vậy là chết người rồi, thế này là hỏng rồi mọi người ơi. À luôn trái gai hết gì chết rồi. Ba trái rồi một trái chớp, một trái gai. Ui giời là một trái quay, một trái gai, một trái râu đen. Chưa có cái gì gọi là giá trị sử dụng ở đây hết mọi người ơi. Làm ăn vậy là chắc là gọi là chúng ta gọi là không còn hồi xíu nữa không biết là mình có random được luôn không ta. Để coi coi mình còn bao nhiêu thời gian nữa mình mới random được. Trời, 45 phút nữa có khả năng cao là tôi lượm cái trái quỷ xong rồi tôi sẽ chờ tôi random trái nữa để coi thử cái năm trái quỷ có cứu cánh lượm không chứ mọi người à. Chứ tôi thấy cái trái thứ ba như thế này gọi là chết người rồi mọi người ơi. Vì mà mấy trái quỷ này làm gì có trái nào mà sử dụng được mọi người. Chắc là nhiều khi là Yoro là do Yoro là xài kiếm nên là thấy Yoro đi tìm trái quỷ nó mới cho trái quỷ kiểu vậy chứ còn gì nữa đúng không. Thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ một xíu nữa coi cái trái quỷ lụm tiếp theo sẽ là trái gì. Nếu mà được đủ thời gian thì mình sẽ chờ mình random thêm trái đây nhé mọi người, cho nên đủ bộ luôn chứ vậy là hỏng rồi. Vì mà ra toàn mấy cái trái quỷ gọi là mạnh nhất game không, cái này đúng nghĩa là mạnh nhất game mà từ nhất mà gọi là nhất từ dưới điểm lên đó mọi người. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chờ nha mọi người chứ vậy là hỏng rồi, không làm ăn được gì hết á. Rồi tôi qua lại đây rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi lượm trái quỷ thứ tư nha mọi người. Nếu như đây mà là nó ra một trái quỷ gì đó xịn sọ thì chúng ta không cần phải chờ random nữa, mà nếu nó ra cho mình một trái quỷ quá là củ chuối cùi bắp đi thì mình sẽ gọi là mình sẽ chờ random nha mọi người. Mình sẽ chờ mình sẽ chờ random cái trái quỷ thứ gọi là thứ năm nha mọi người. Trời đất ơi, tôi ngồi tôi lên mở tôi quên tắt mất trong Discord luôn mà. U là trời, hên tôi nghe thằng em tôi tặng hắn cái tôi quay qua tôi tắt mất liền. Trời đất ơi. Giờ gọi là Yoro mua một cái trái gì lộn, Yoro mua cái thiền. Ui giời, cái thiền gì nhìn xấu như vậy. Ui giời ơi, mạng mẻo thế này là chết người rồi. Sao bây giờ gọi là Yoro đi lượm cái trái quỷ thứ tư. Nếu mà nó ra trái quỷ xịn thì thôi Yoro không gọi là không có quay nữa nha mọi người. Nếu mà Yoro lượm ra trái xịn thì chúng ta sẽ kết thúc video. Còn nếu Yoro lượm ra trái quỷ cùi bắp thì Yoro sẽ tiếp tục đi gọi là treo random trái quỷ thứ năm. Đấy, dù gì thì cũng phải được trái quỷ ở đó trên triệu Billy chứ. Cái gì mà ra trái quỷ cùi bắp thế thì này là hỏng rồi, không được. Chờ tôi chỉ hy vọng là trái Pika thôi nhé mọi người. Pika thôi, nếu là Pika thì tôi sẽ kết thúc video. Còn nếu không phải Pika thì chắc là tôi phải ngồi tôi gồng thêm 30 phút nữa để tôi chờ trái quỷ mọi người ạ. Trời ơi, anh rõ làm ăn vậy là mai mốt em không dám lấy skin anh ra luôn anh rõ à. Anh làm sao em coi cho được nha anh rõ. Đấy, bây giờ anh rõ sẽ gọi là chơi xong khi mà gọi là tâm sự mỏng với anh rõ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lượm trái quỷ nha mọi người. Trái quỷ này nó nằm ở bên đảo bên đây à. Anh rõ sử dụng skill để đi này nhá. Úi dồi ôi, không biết là chết nước có biết có bị trừ bô ti không vậy. Nhưng mà chắc chết nước không bị trừ bô ti đâu mọi người ạ. À, chết nước chắc không bị trừ bô ti đâu.
Đấy, bây giờ anh Ngộ lên coi coi bán trái quỷ gì nha. Vì là ông lộn được trái quỷ gì nha, tự nhiên kêu bán à. Trời ơi, cái gì mà sao mà nó lắc dữ vậy trời. Trời ơi, làm ơn, trái quỷ xịn xịn cái nha. Làm ơn đi. Làm ơn mấy ngoài rồi, mấy ngoài, mấy ngoài. Úi dồi ôi. Anh Rổ làm ăn gì là chết người rồi mọi người ơi. Anh Rổ làm ăn gì là chúng ta phải chờ nửa tiếng nữa để random trái quỷ thứ năm coi có cố cánh được anh Rổ không rồi mọi người ơi. Chứ anh Rổ random vậy là chết người rồi. Vì là mình rơi lên lậm trái quỷ vậy là chết người rồi mọi người ơi. Phải chờ thôi, phải chờ. Chắc là để mình lại mình check coi còn bao nhiêu phút nữa là chúng ta sẽ random được đây. 29 phút nữa, vậy là sẽ là 12 giờ 35. Bây giờ mình sẽ chờ nửa tiếng nữa để mình random cái trái quỷ thứ năm để coi cái cú cánh được cái skin của anh Võ của chúng ta ngày hôm nay không nhé mọi người. Ôi giời ơi mà the. Rồi thì bây giờ nó cũng đã tới cái thời gian của trái quỷ chúng ta random rồi nhé mọi người. Thì để xem coi kỳ này tôi sẽ random được cái gì, gọi là có gỡ gạt lại được hết tất cả gọi là cái danh dự của tôi cho cái skin Yoro này hay không nhé mọi người. Hay là chúng ta lại được một cái trái quỷ gọi là mạnh nhất game, gọi là từ trên xuống dưới gọi là trái chóp, trái quay hay gì đó nữa. Chắc chết cái gì mà hai trái quay một lượt luôn, thế này là gọi là hỏng rồi mọi người ơi. Để mình sẽ cố gắng nha mọi người, mình sẽ cố gắng để gọi là ra trái quỷ gì đó xịn xò xíu ha. Để xem nào, con Yoro có cứu là được chúng ta cái gọi là cái chén này hay không nhá. Trời ơi, như Yoro nó không gọi là Yoro không phải người xài trái quỷ rồi mọi người ơi. Yoro chỉ gọi là mang cái skin là đi ra đi tìm kiếm thôi mọi người ơi. Đi ra những tìm cái kiếm thôi mọi người, nhìn này. What the fuck. Ôi, tôi không còn gì để nói nữa mọi người ơi. Hai trái quay, một trái. Ôi, không còn gì để nói đâu mọi người ơi. Quá là chip pro luôn, không còn gì để nói hết. Cho tôi sẽ gọi là cắt cái skin này vào co. Không, bây giờ tôi sẽ đem ra đi lại tìm trái quỷ nữa nhé mọi người. Thôi rồi, cảm ơn mọi người luôn á. Hẹn mọi người những video sau. Bye bye. Chứ Yoro gì là mang gì là chết người rồi mọi người ơi.